Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series con The Walking Dead nha. Ok, thì trước khi vào video, mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé, bằng cách like và share trên tất cả các cộng đồng mạng luôn. Và nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký đi. Bởi vì một đăng ký tuy nó miễn phí mà nhưng mà nó lại tạo động lực để mình làm thêm nhiều sản phẩm video khác hay hơn và hấp dẫn hơn như thế này nữa nhá. Tập trước là sau khi mà băng cướp nó tấn công thì mình cũng đánh trả lại. Giờ do là zombie nó tràn vào cho nên bắt buộc là mình phải bỏ chạy luôn. We just lost everything. Well, we're lucky as shit to have this RV. Nobody died. Cat's head is split open. I'm fine. Somebody in here caused this. Settle down back there. The bandits have had our number for weeks. This is different. Somebody was working with them. Whoever it was slipping them our meds. Okay. They didn't get their last package. Con Lily nó lại nghi ngờ là có kẻ nào đó làm việc chung với lại đám cướp. Lee found a bag of supplies hidden outside the wall. Bây giờ nó mới bắt kể cho mọi người nghe nè là đã tìm thấy những cái đồ lương thực thực phẩm của mình ở bên ngoài bức tường. Please, we have to get it out of you then. Back off. You are in no position to make demands. Whoa, 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 you're just pointing fingers. I didn't just come up with this. I've had my suspicions. Probably not the best time, Lily. If not now, when? Look at what just happened. Con Lily này nó lại nghi ngờ cũng seems like a stab in the dark, Lily. She's always so eager to see what supplies we found. She never talks about her family. She could be related to those bastards for all do là con Lily nó ít chia sẻ về bản thân của nó cho nên là con Casey nó ít chia sẻ cho nên là con Lily nó mới nghi ngờ. Hai con này tên nó bật nhau quá cho nên là Lucy cũng hiểu. Look, Carly's a stand-up gal and maybe this was all just a mistake. We need to look at the facts. Let's calm down, we'll eat and we'll deal with it. Lily, stop waving the finger at everybody. We know something's going on and we can get to the bottom of it if we keep our heads. I know what we've okay. found. Mình kêu nó là đừng có làm mọi người phải rối loạn lên. Nobody was stealing anything. Was it both of you? What? I've seen you two together. Ôi. Was it both of you? Bây giờ nó không bắt được. I didn't do it. Ben khai ra cho nên là nó nghi ngờ cả hai đứa cùng hợp tác nhau làm được. Look me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it. Lily, lay off of him. I. Yeah, cán chúng con zombie. Mà con zombie nó lại kẹt ở dưới gầm xe cho nên là bắt buộc là phải lôi nó ra. Tay thịt mà. Thịt mà nhớ vô mấy cái máy nó sẽ kẹt lại. Everybody out. Vô mấy cái động cơ là nó sẽ bị kẹt lại chứ nó không có nát ra được đâu. Phải có một cái máy chuyên để nghiền thịt cơ. Thì mới có thể nghiền được chứ mấy cái động cơ bình thường thì chế ra cho nên là khi mà mấy bạn bị kẹt ở trong hầu tinh thế mà mấy bạn lấy một chiếc xe mấy bạn cứ chạy cứ tông thẳng đám zombie thì không được, kiểu gì cũng sẽ kẹt lại trừ khi nào là chiếc xe đó là xe tăng cơ, nó đủ nặng để nó đè nát hết, còn không thì sẽ kẹt lại như thế này nè. God damn it. Everyone keep your eyes peeled. Bây giờ là mình sẽ cảnh giác cho ông Kenny để ông Kenny gỡ cái con zombie đó. We should hear what everybody thinks. I think you should chill out. I'm not gonna take this. You can push Ben around, but you can't push me around. I'm really sorry you feel that way. I'm starting to think maybe it was both of you. There's no way. Con này nó cứ nghi ngờ người trong nhóm cho nên là mình kêu là it could have even been someone sneaking into our camp. Không có ai đây đâu, có thể là người nào ở ngoài nó lẫn vào. Okay, fine then. Kenny? I don't know. Fuck, just stop, would you? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches for months. Huh, the hell you will. I'll get more food, more medicine, anything. Do you think any of that is good now? Just let me stay, please. God, please. You're pathetic. Look at you. You're making it worse on yourself. I just don't want to be on my own. You should have thought of that. Okay, thằng Ben nó lại sợ. Do we need any more evidence? Thằng Ben nó sợ cho nên là mình kêu là mọi thứ nó đang làm mọi thứ tệ hơn. Tại khi mà nó sợ là con Lily nó sẽ tiếp tục nó nghi ngờ thằng Ben tiếp. Just give me a damn minute. Ben,
You have until that walker is dealt with to tell me it was her and not you! Stop this! You're torturing him! No! Ben! Stop! This is about trust, and I've never trusted you. Mình kêu con này nó bình tĩnh lại, đừng có ấy nữa. Lily, lay off. I can't, Lee. You know I can't! Thank you, Lee. Please, listen to him. Please don't kick me out of the group. We won't. Tell me. Now. There. I got him. Please, let's just get back in the RV. That's not happening. You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. But you're just a scared little girl. Get the fuck over it. Take a page from Lee's book and try helping somebody for once. Now, Lily nó định làm gì vậy? What the fuck's the problem? Đùa. Con này nó bị điên rồi. Uổng công mình cứu ông già nó. Đáng lẽ là lần trước là mình nên theo ông Kenny là đúng hơn. Kenny, what's happening? Keep duck away from the windows. Jesus Christ. Get in. We're leaving this crazy bitch. She couldn't be trusted, Lee. I swear. Please. Okay. Bỏ nó lại luôn. You're not coming with us. I'll die out here. I don't care. You're a murderer, Lily. We can't have you with us. I'm a murderer? Kenny nói là con này là kẻ giết người. What are you talking about? He didn't tell you. He killed someone before all of this. He was a convicted murderer. Is that true, Lee? Bây giờ nó bắt đầu nó kể cho mọi người nghe là mình đã từng giết người trước khi mà mọi sự xảy ra ở đây. To hell with it. Get in, Lee. Let's go, you guys. I don't have anything left. Ok, mình tin tưởng nó, tại vì nó cũng là gái. Tuy là không có đẹp như con kia nhưng mà vẫn là gái. Và rốt cuộc thì nó lại trở nên phát điên và khiến mình thất vọng. Vì nếu như mà để đây nó còn nghi ngờ thằng Ben nữa là nó có thể nó giết luôn thằng Ben. Rồi tự nhiên nó quay sang nó nghi ngờ ông Kenny rồi nó giết gia đình nhà ông Kenny nữa. Lee, a word please. Ok, bà kia bà kêu mình lại để nói chuyện hả? What's up? Is Duck feeling all right? Ôi, thằng Duck bị cắn rồi. What the fuck happened during the raid? What's the plan? Ok, bây giờ mình hỏi ông Kenny là I'm going to keep an eye on him. Như thế nào? Bởi vì từ trước tới giờ là vẫn chưa có nạn nhân nào bị cắn gì chứ. Trong nhóm chưa có ai bị cắn bao giờ, cho nên là đây là trường hợp đầu tiên. What else is there to do? We thought you should know. Not that you've ever afforded us that type of luxury. Anyway, if you could tell Clementine, we would appreciate it. Ok, bây giờ sao đây nói chuyện với con Clementine. Chắc là ăn mũi con bé. Tại hiện tại bây giờ là con bé chỉ có coi mình như là người thân thôi. Cho nên là mình cũng phải là quan tâm nhiều tới con Clementine. Nói chung là con Clementine nó muốn cái gì thì cứ chiều theo ý nó đi. I don't feel good. What about Carly? Hỏi về Carly. There's no time for a burial. Walkers? Yeah. Horrible. Okay. Còn nhỏ như thế này mà để nhìn thấy biết bao nhiêu cảnh giết người rồi. I'm glad I have you. Me too. Rồi mình nói là mình rất là vui khi mà có con bé bên cạnh. And thought about dropping a hammer on your head. That's nice. I didn't though. Thanks.
Nếu như mà con bé nó không có rời khỏi cái căn nhà trên cây mà nó đưa mình cây búa là có thể là mình đã chết từ lúc đó rồi. Tạ vậy trời. À hóa ra chỉ là mơ. Ôi mình cứ tưởng là con bé Leventhine nó lại bị cắn. Nhưng mà tới bây giờ thằng đất nó vẫn chưa biến đổi nha. Cho nên là mình nghĩ là thằng đất là một đứa mà khá là khỏe. Bây đâu không phải là tốc độ biến đổi của ai cũng như nhau. Có người thì biến đổi nhanh nhưng mà có người thì biến đổi chậm. Mà tới giờ này thằng Rock nó vẫn chưa biến đổi. Cho nên là mình nghĩ là vẫn còn thuốc kháng sinh. Chỉ là kháng sinh thôi. Chứ không phải là thuốc chữa bệnh. Is there any way to get around it? Doesn't look like it. On foot maybe. Can't really afford to do that now. This seems like a safe area. All this brush will stop anything from creeping up on us. Tới một cái nơi này nhưng mà bị tàn tàu lửa nó chặn lại rồi. Tuy vậy nhưng mà khu này nó lại là khu an toàn. Yeah, bởi vì mấy cái cây nó đổ nó chặn hết đường rồi, cho nên là đám zombie nó sẽ không tới tấn công được. If there's a dining car or something, I think Duck's a bit dehydrated. It's a freighter, hon. Be careful in there. What? You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? Hadn't crossed my mind. Ok, bây giờ là mình sẽ đi điều tra cái khu này. Và bà Kaya bà cũng kêu là tìm nước uống cho thằng đất. Tìm nước uống cho thằng đất thì mình tính lên xe rồi nước này nó lại không cho lấy rồi. Tính lên lại chiếc xe để lấy nước đó nhưng mà nước nó lại không lấy được. Ở đằng trước này có gì không? Lấy thôi, cái bút chì. Không biết là cái bút chì dùng để làm gì nhưng mà cứ lấy tạm. Lấy để sau này nó dễ làm việc hơn mà. À, chắc mình nghĩ là nên trò chuyện với mọi người tí đi. Hey man, we're still looking around and haven't figured much out yet. It's fine. Radiator could use a rest as it is. Okay, không có gì để bày nữa. Leventhine hả? Hey, sweet pea. You okay out here? Con bé nó cũng thấy buồn khi mà ấy, nó nghĩ là thằng đất không có được khỏe. Sẽ khám phá cái toa này trước thôi. Ở đây có một tấm nệm nha, nghĩa là có người sống ở đây nha. Yeah man. Shit, think they're gone? I hope so. But this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. Có bình nước. Looks unopened. I'll lấy thôi. Bây giờ là đi xuống đưa chai nước cho thằng đất nữa. Để mình kiểu như là nối lại tình thân với lại ông Kenny. Đúng luôn. Lúc đầu vote hết cho ông Kenny là được, và tự nhiên vote cho con Lily. Bây giờ để cho nó điên lên. Here, found some water. Oh, thank you. He's allergic to bees. Is that right? It's all I can keep thinking about. Like, somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't. But you're probably right.
Giờ sao đây? À, cái cửa này chỉ để vô phòng này thôi. Cho nên là không cần thiết lắm, chắc là lên đầu tàu. Mình nghĩ là tìm cách nào đó để khởi động lại con tàu này. Ở đây có cửa. Gì đây? Những cái nút vặn. Nothing. Không có gì cả. Might be something inside. Tiếp tục tới cửa này. Nói chung là mở từng cửa nè. Wow. Dụng cụ à. Mình chỉ được lấy một cái thôi. Nếu mà lấy một cái, mình nghĩ là lấy cái này nó sẽ ngon hơn, nó đa năng hơn. Ôi chết rồi, mở lộn cửa, phải mở cửa trên nữa chứ. À đâu, cửa này nó lại không có dụng cụ. Nên là cũng không có gì luôn. Ok, lại một cánh cửa, không có gì cả. Vậy chắc lên chỗ người lái tàu xem, tìm cách nào đó để khởi động lại con tàu. Sao vậy? Có con zombie ở bên trong. We got one. Walker, sitting in the chair. We got him. Ok, mình sẽ chọn cái lựa chọn là dùng cái đồ mà mình vừa lấy được, cái gõ vào đầu nó. Suppose we gotta look him over. Ok, con này chết khô từ trước rồi. Giờ phải đem con này ra ngoài. Dục đây luôn hả? Mình cứ tưởng là phải đem ra ngoài chứ. Đem ra ngoài để coi mất nửa đầu kìa. I don't think this guy came back. Christ. That light is blinking. Push it. Push it. Why not? Are you fucking serious? Here, look. Cái nút nó còn sáng cho nên thằng Ben kêu là cứ bấm đi. Thì bấm thì okay, I'll give you that. This fucker works. Seems like it. Lúc mà bấm á thì xe lửa nó kêu, cho nên là xe lửa này vẫn còn hoạt động được. That's Mr. Amtrak over here. No clue. Well, let's look around. Maybe it goes somewhere we'd like to be. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Man, this could be exactly what we need. A bunch of maps about Georgia's cities. Nothing about the train. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. Huh? I can kinda see the indentations from the writing. Bút chì à, bút chì chắc là để. À kiểu như là nó xài một cái loại mực gì đó. Perfect. Cho nên là mình còn phải lấy cái bút chì để mình to lên để mình có thể nhìn được những cái ký tự đằng sau đó. Đây. 6. Cái đó một cái gì? Chắc là toa tàu đây chắc. 6. 6 là hai cái xuống, hai cái lên. Rồi lên, xuống, lên. Hai cái xuống, hai cái lên, cái này lên nè. Cái này lên. Cái này lên. Bây giờ tới cái này lên. Son of a bitch. Whatever you did, lit the dash up. So far so good. Ừ.
Năm năm là một cái vận ngang, một cái vận dọc. Now we're talking. Ở đây hai số 9 hả? Hai số 9 ở đâu đó? Hai số 9 ở đâu để mình đi tìm nữa. Ở tại sao lại đi xuống lắm? Vậy là chỗ này là không đúng rồi. À, trong kia có hộp bánh kìa. Bánh thú. Chắc mở cửa xe ra đập, mình sẽ đập con này để mình lấy cái bánh. Lấy hộp bánh cho con Lê Minh Thai. This door's gonna hurt. He's pinned in there. Ở đâu đó? Không được. Không có lực. Chắc là mở đây. Mở dây an toàn rồi nói sau đó là xử lý. Mày. Lấy hộp bánh thôi. Vậy là dưới này hết rồi nha. Có khi nào là cái cửa bên ngoài, cái cửa bên ngoài lúc đầu mình vặn đó. Rồi cái cửa đầu tiên luôn. Đây. Đây đúng rồi. Đúng rồi, hay là mình sai. Vặn qua, mình vặn ngược rồi. Phải đảo lại. Qua đây trước. Rồi qua đây. Holy shit, we're golden. Yeah, we are. Golden. Man, feels good. Let's fucking enjoy this. Let's get this thing moved and get back on the road. Ok, thử vô coi mình đã khởi động được động cơ rồi, xem cái con tàu này chạy được hay không. It's all yours. Bị kẹt. Damn it. Of course, we're still attached. Can you go find out where we're stuck? Get us unstuck. Do cái toa tàu này, mấy cái toa sau nó bị lật mà, cho nên là bây giờ kẹt, mình phải tìm cái cách nào đó để gỡ đi mấy cái toa còn lại, gỡ mấy cái toa còn lại chỉ để dành mấy cái toa nào mà chạy được thôi để kéo đi. Map, bản đồ. Map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. That's where Kenny's got us headed. Chắc ở đây. Shit. Broken. Ok, cái gạt đó thì bị hư rồi. Nhưng mà cái này mình dùng được. Hey Kenny, we're loose. Thôi mình gỡ cái toa bị hư ra rồi. Cho nên là bây giờ có thể đi được rồi. I can get in over there. You touching my stuff? What? Đùa. I didn't take anything. I asked. Touched it. I didn't. I guess it's no worse for wear. Name's Chuck.
Charles, if you fancy. Okay, ông này tên là Chuck. That your crew outside? Yeah. Ông hỏi nhóm mình ở bên ngoài hả? À chắc là ông đã gặp nhóm mình rồi. Chắc là ông là người sống ở đây. Nhưng mà nãy mình lỡ nói dối ổng là mình không có đụng vô đồ của ổng. But I couldn't force myself to do it. Vậy là lấy chai nước cho nhỏ thôi mà. Train folk will do that. Already met everyone outside. They all warm to me right quick in direct sunlight. Ông này là ông chỉ có mục đích là muốn sống thôi, cho nên là ông không có ông không có muốn đánh nhau với mình. Nice to meet someone normal for a change. He gave us candy, Ben too. Thằng Ben nó đói quá rồi, cho nên là ông già này ông cho Ben kẹo, thế là nó cứ ngồi nó ăn thôi. Welcome. Thank you. You met Kenny? Sure did. Man shares my love of the road. That's for sure. Ok. Giờ ông gặp được ông Chuck, ông nói chuyện với ông Kenny rồi. Giờ ông Kenny cũng không có nghĩ là không có nghi ngờ ông này, cho nên tạm thời thì cho ông này gia nhập nhóm. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you. We'd like to do the same. Why don't we hold off on... Stay with us. We'd like the company. Mình tính cho hộp bánh cho con Lê Minh Thai mà không được. Here, I found these. If Duck's up for it. Thank you, that's very thoughtful. He isn't fussy, you know. What? Most kids, they're really fussy about what they'll eat. Hate vegetables, that kind of thing. Not Duck, huh? No. The most trouble I ever have is making him use a fork. Thank you, Lee. Sure. Hey, sweet pea. That candy Chuck gave you. It taste okay? It was really good. No funny aftertaste? No. Train's cool, huh? I guess. Scary, kind of. Okay. Con bé này nhớ giận hơi sợ về cái việc tàu lửa hay sao? So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. Here, Kenny. Whoa. This hoss will take us right to Savannah. 100 tons of steel. Put 1,000 walkers between us and the ocean, and we don't have to give a shit. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. Okay, mình cũng chả còn nhiều đồ còn lại, cho nên là cứ lấy hết mọi thứ đi, xong rồi đi. Alright. Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes, then. Haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Ông này ông cũng muốn là đi ra ngoài, tại vì đi di chuyển nó sẽ an toàn hơn là ở một chỗ mà trong cái hộp, trong cái toa tàu đó nữa. Let me look at him. Ui, ông Kenny ông còn choáng nữa. Is the train really a good idea with Duck like that? Maybe we should focus on one thing at a time. Yes. What can we do here? We get on the train and we find something better. That is the plan. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through. Get on, Kat. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Ông Kenny thì ông vẫn hơi khó chịu về cái việc mà thằng đất nó bị cắn.
Ok, thì chắc là video này mình cũng dừng lại tại đây thôi nhé. Thì nếu mà bạn nói hay nhớ để lại mình một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Vậy cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.